Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình hoặc là số chiêm tinh. Trải bài riêng thì các bạn đặt qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh, còn là số chiêm tinh thì các bạn đặt lịch qua fanpage chiêm tinh cổ học nhé. Tất tần tật link mình để ở phía dưới phần mô tả. Ok. Trải bài của ngày hôm nay là một thông điệp mà bạn bắt buộc phải nghe lúc này. Mình, cá nhân mình cũng không biết đó là kiểu thông điệp như thế nào. Thông điệp về tình cảm hay công việc, hay là phát triển bản thân, hay là tinh thần tâm linh, mình không biết. Và trong trải bài này mình sử dụng hai bộ bài, cả hai đều là Tarot. Bộ Tarot Midwife phiên bản không viền và bộ Tarot huyền bí. Chọn tụ thì trước khi đến phần chọn tụ thì để cho các bạn xem đồ vật thì tụ một là nước hoa, lọ nước hoa 10ml. Rồi tụ hai là kem tay. Đây là hương hoa, này là hoa gì mình cũng chả rõ, chỉ biết là hương hoa. Cả hai cái này đều là hương hoa này, mùi nó thiên về nữ tính, dịu nhẹ, không hẳn là thanh, nhưng không phải là kiểu ngọt hay là đậm đâu, mà nó sẽ thiên về nữ tính. Và cá nhân mình thấy mùi có thể sẽ hơi già. Mùi sẽ hơi già. Rồi tụ ba là cái này là nước hoa khô nha, nước hoa khô thơm thì rất thơm nhưng không lưu được lâu. Thật ra cả hai nước hoa của mình đều không lưu mùi lâu. Sẵn đây thì mình trò chuyện nhảm nhí luôn. Không biết là các bạn sau khi chọn tụ xong, các bạn có thể tua đến tụ của các bạn nhé. Mình để timestamp ở phía dưới. Còn bạn nào hứng thú với câu chuyện nhảm nhí của mình thì tiếp tục lắng nghe. Ở đây không biết bạn nào đang, mình chỉ hỏi ý kiến thôi. Các bạn cũng là freelancer giống mình, hoặc là các bạn đang phải work from home, thì có ai như mình không? Tức là mình tuy là làm việc tại nhà, kể cả khi không có dịch mình vẫn làm việc tại nhà, nhưng mà giống như kiểu để tăng kỷ luật cho bản thân á, trước khi làm việc thì mình, bạn hiểu là khi mà bạn ở nhà bạn và bạn làm việc thì bạn không nhất thiết phải mặc đồ công sở, không nhất thiết phải đầu tóc gọn gàng nhá. Nhưng mà mình trước khi làm việc mình có xịt nước hoa. Mình xài nước hoa và mình có đeo phụ kiện lên người, đặc biệt là khuyên tai và vòng cổ. Đấy, nước hoa, khuyên tai, vòng cổ và kem tay là bốn thứ để mình bắt đầu công việc. Mặc dù là ở nhà thì ai ngắm, ở nhà thì ai ngửi, nhưng mình cảm thấy là có một thứ gì đó nó trang trọng một chút, nó cho mình cái cảm giác là mình sẽ tập trung vào công việc hơn. Đấy, chứ còn nếu mà mình vẫn mặc đồ mặc nhà nha. Cho nó thoải mái. Nhưng mà nếu mà mình cảm giác là nếu mà lúc ngồi làm việc và lúc ngồi chơi mình không có gì khác nhau thì mình không cảm thấy được cái hứng thú hay là động lực làm việc. Thì đó là chỉ là cái chia sẻ cá nhân của mình. Thì mình không biết ở đây có bạn nào đang working from home hoặc là cũng làm freelancer, các bạn có những cái giống như kiểu ritual, cái mình gọi cái đấy là cái gì nhỉ, cái nghi lễ buổi sáng hay nghi lễ trước khi đi làm, trước khi vào làm việc của các bạn, là các bạn làm gì. Có thể một số bạn sẽ thắp nến thơm, một số bạn là sẽ chả biết. Mỗi bạn sẽ có một cái ritual khác nhau, một cái routine khác nhau. Đấy, coi như là một cách để chúng ta năng suất hơn, kể cả trong mùa dịch, kể cả khi mà bạn làm việc tại nhà. Rồi ok, quay lại chọn tụ nhá. Có 3 tụ như thế này. Cách chọn tụ là các bạn nhắm mắt vào, hít 3 hơi thật sâu. Quá trình hít thở không nghĩ bậy bạ, không nghĩ linh tinh thì đầu óc trống rỗng. Rồi chọn lấy một tụ mà các bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Với trải bài này thì mình khuyến khích nên nghe cả 3, bởi vì biết đâu được đấy, bạn cần nghe cả 3 thông điệp cùng một lúc thì sao? Đó. Và nếu mà không muốn thì các bạn chọn tụ theo cách mình nói, hoặc cái cách thứ hai là tua chúng tụ nào thì đó là tụ dành cho các bạn.
Rồi sau khi chọn tụ xong thì mình xin phép được vào tụ 1 là lọ nước hoa nhé. Xin chào các bạn, tụ 1 các bạn là những người chọn lọ nước hoa. Mình sẽ để đồ vật chọn tụ các bạn ở đây. Với trải bài này thì đầu tiên sẽ rút cho bạn bài tarot trước nhé. À, cả hai bộ đều là tarot. Mình sẽ rút cho bạn bộ không viền trước. Thông điệp bạn bắt buộc phải nghe tại thời điểm này có thể là thông điệp về tình cảm, phát triển bản thân hoặc là công việc. Bạn có 7 xu. Rồi, bạn có 2 xu. Và bạn có hiệp sĩ xu. Cả 3 lá đều là xu. Rồi, mình sẽ rút thêm bộ tarot này. Rồi mình sẽ nói thông điệp một thể. Bạn có sức mạnh. 6 gậy. Rồi. Và 5 gậy. 6 lá thôi. Ok, cái trải bài này năng lượng khá là rõ ràng. Hàng trên thì toàn là xu, hàng dưới cho mình thấy cái thành công, thành tựu sau nỗ lực xu của bạn. Bạn biết về xu đúng không? Bộ xu. Thì bộ xu là gì? Ok, cái trải bài này không phải là để học, nhưng mà mình nhắc, mình nói để các bạn hiểu về cái tình huống mà các bạn đang gặp phải, cũng như thông điệp dành cho các bạn. Xu là nói về những thứ hữu hình, vật chất. Rồi, có thể nó sẽ hơi ngược lại với những gì mà bạn tìm đến, cái mục đích mà bạn tìm đến tarot. Mục đích tìm đến tarot là để mình phát triển về mặt tinh thần, là những thứ nó phản vật chất để mình duy tâm. Nhưng mà xu lại là những thứ mà vật chất, duy vật, tiền bạc của cải, cơ hội công việc, cơ hội tài chính. Đấy, những thứ mà ta sờ được, cầm được, nắm được, thấy được, thành tựu trong cuộc sống, công danh, sự nghiệp, nó là xu. Đó, thì với cái trải bài này, trước khi đi vào từng lá, mình sẽ nói luôn cái bức tranh toàn cảnh mà mình nhìn thấy được. Đó là cái điều mà bạn cần làm, hay là điều mà vũ trụ bài đang muốn ủng hộ, đang muốn encourage, đang muốn ủng hộ bạn để bạn làm. Đó là tập trung vào những khía cạnh, những cái mục tiêu vật chất trong cuộc đời bạn. Tại thời điểm này là bạn đang cần làm những thứ đó. Mình đồng ý là không nên quá duy vật, rồi thì không nên quá chạy theo những thứ hào nhoáng, những thứ phù phiếm đó. Nhưng mà có một số giai đoạn trong cuộc sống ta cần tập trung vào những thứ đấy. Ta cần phải đạt được một số thứ nhất định. Thì giai đoạn này của bạn là giai đoạn như thế, và nó không hề xấu. Nó không hề là một chuyện xấu. Bạn chăm chỉ nỗ lực để đạt được điểm cao, bạn chăm chỉ nỗ lực để xin được vào công ty lớn đó, bạn chăm chỉ nỗ lực để tự mua nhà, mua xe, thì đó không phải là chuyện xấu. Chỉ là bạn, khi bạn tham lam quá đến mức là đánh mất phẩm giá, đến mức là lừa dối, đến mức là gây hại, làm hại cho người khác, thì đó mới là chuyện xấu. Còn cái việc bạn nỗ lực để đạt được những thứ cho bản thân, nỗ lực một cách quang minh chính đại, thì không có gì là xấu cả nha. Thì với cả 3 lá xu thì mình thấy là trong thời gian này là thời gian mà bạn nên chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn, tập trung hơn. Giống như kiểu là đặt thêm nhiều năng lượng vào những cái mục tiêu vật chất trong đời, mục tiêu hữu hình trong đời nha. Đấy, thì với cái năng lực của bạn, với cái lá sức mạnh ở đây là số 8, thì mình thấy là bạn đủ năng lực để làm, bạn đủ năng lực để thực hiện. Có chăng là cần tự tin hơn thôi. Cần tự tin hơn. 6 gậy cho mình thấy là bạn sẽ đạt được những thứ bạn muốn,
bạn sẽ có thành quả, thậm chí là đang dần dần có thành quả rồi. Nhưng tuy nhiên là đừng chớ vội chủ quan. Đừng chớ nghĩ rằng là à mình đạt được rồi, mình buông xuôi đây, mình không cần phải cố gắng nữa, rồi mọi thứ nó sẽ tự tìm đến với mình thôi. Nè 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 nè. Đấy, giống như kiểu là bạn đi thi đại học, phải thi 3 môn, bạn thi được môn đầu, bạn được điểm cao, với 2 môn sau bạn không ôn nữa, bạn không thèm quan tâm nữa, bạn ngủ quên. Và thế là 2 môn sau bạn tạch. Thì cứ dù môn đầu điểm cao nhưng mà tổng kết lại bạn vẫn tạch. Đấy. Thì 6 gậy là nó là năng lượng như thế. 6 gậy là cái việc bạn thành công, nhưng mà thành công trong bước, một bước thôi. Và cái thành công tổng thể của bạn đó là phải đỗ đại học. Đấy, thì 6 gậy chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nên đừng có vì một cái thành công nhỏ mà ta tự mãn, ta buông xuôi. Nhá. Mình thấy là cái mục tiêu của bạn á, với cái năng lượng của hiệp sĩ Xu, thì mặc dù là bạn đang có năng lực, nhưng mà tại thời điểm này bạn đang nghe trải bài á, không quan trọng là ngày phát hành trải bài mà là ngày bạn nghe trải bài. Nhớ cho mình nhá, mọi trải bài chung trên mạng được áp dụng theo mốc thời gian bạn nghe tại thời điểm bạn đang nghe, chứ không phải là tại cái thời gian mà video được phát hành. Nhớ cho mình cái này. Đấy, rồi, thế thì hiệp sĩ Xu, không biết ở đây có bạn nào đã biết chút chút về bộ Tarot. Thì chúng ta có cậu bé hiệp sĩ vua nữ hoàng, nữ hoàng vua, hoàng vua nữ hoàng, mình cho bằng nhau. Thế thì hiệp sĩ vẫn chưa phải là năng lượng của vua và nữ hoàng. Thế mình thấy ở đây là vẫn còn nhiều thứ bạn cần phải học, cần trau dồi, cần luyện tập để đạt được cái mục tiêu đó của bạn. Đấy, bạn giờ hoàn toàn không phải là lúc nghỉ ngơi hay là lười biếng, giờ là lúc phải chăm chỉ và tập trung nỗ lực. Và cái thứ hai mình thấy với hai Xu, bạn không chỉ có một mục tiêu duy nhất đâu, bạn có nhiều hơn một mục tiêu, hoặc là nó sẽ là kiểu vừa đi làm vừa đi học để lấy thêm bằng. Nè, tóm lại với cái trải bài này, vậy mình để cái lá này nói cuối cùng. Năm lá này cho mình thấy là bạn cần phải chăm chỉ nỗ lực như thế nào. Tuy nhiên, với năm gậy, thay vì bạn tập trung cho cái mục tiêu mà đến bạn cũng biết cái mục tiêu này là quan trọng, bạn để cho bản thân bị sao nhãng, bị sao lãng, bị ảnh hưởng với các nhân tố vớ vẩn. Cái năm gậy mình nói thẳng luôn, những nhân tố vớ vẩn đến từ bên ngoài. Bạn để cho drama, cho chuyện không đâu ảnh hưởng đến việc tập trung của bạn. Lẽ ra bây giờ đang nên tập trung cho cái mục tiêu lớn này, thì ta chỉ vì chút xung đột cãi nhau nhỏ với con bạn thân, cái thằng bạn thân, mà ta chán cả ngày, ta bảo ôi buồn quá, chán quá, hôm nay chẳng có hứng làm gì cả, hôm nay chẳng có hứng học gì cả. Và thế là bạn mất toi một ngày, chả làm được tích sự gì. Đấy. Nha. Một ngày thì không sao, giả sử bạn có tổng cộng 300 ngày để bạn hoàn thành mục tiêu, một trong 300 ngày không là vấn đề gì. Nhưng cứ thỉnh thoảng lại có một ngày như thế, cứ một tuần lại có một ngày như thế. Đấy, thì tự dưng một tuần ta mất đi 7 ngày, ta đã mất đi một ngày để ta tập trung vào công việc rồi. Đấy, bạn tính mà xem, tích tiểu thành đại dần dần, thì cộng dồn những cái một ngày vớ vẩn đấy của bạn lại, nó thành có khi cả một tháng bạn chả làm được cái tích sự gì cho đời. Mà rõ ràng bạn đang, với năng lượng này mình thấy bạn đang rất cần phải tập trung, bởi vì bạn có nhiều hơn một thứ để làm cơ. Tập trung vào mục tiêu và đừng để những thứ vớ vẩn. Nói thẳng nhá, vớ vẩn, những thứ chả ra đâu vào đâu ảnh hưởng đến bạn. Thế nên á, trải bài này sẽ cho bạn biết được cái xu hướng đó, và mình mong là bạn có thể tự mình hiểu ra được là nên làm gì với những cái thứ vớ vẩn này, cho khoảng cách, cho không gian, cho thời gian. Nó nếu mà cái thứ vớ vẩn này đeo bám bạn quá thì bạn tìm cách cắt bỏ nó. Hãy học cách nói không và học cách buông bỏ những thứ mà đem lại sự vớ vẩn cho cuộc đời. Nhá.
Rồi thì đấy là trải bài và cũng như thông điệp mà các bạn tụ một cần phải nghe tại thời điểm này. Mình sẽ dừng cái trải bài này ở đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Đừng quên ủng hộ kênh mới Tự Học Tarot cùng Thu Anh nhé. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Bye bye. Xin chào các bạn tụ hai. Các bạn là những người chọn lọ kem dưỡng tay. Đấy, mình sẽ để đồ vật chọn tụ các bạn ở đây. Với trải bài này thì sẽ rút cho các bạn 6 lá. Mỗi bộ tarot mình sẽ rút 3 lá cho câu hỏi là thông điệp bạn bắt buộc phải nghe tại thời điểm hiện tại. Đó là thông điệp như thế nào? 4 gậy. Ok. 4 gậy rồi. Temperance. Và 4 ly. Ok. Rồi với bộ tarot này mình cũng rút cho các bạn 3 lá. Mình rút xong một thể rồi mình sẽ nói thông điệp. Hai ly. Văng ra luôn cả 3 lá này. Vua kiếm, 4 kiếm, 2 ly. Cái này thì mình hình dung ra rồi nhưng mình cũng đang chưa biết phải dùng từ ngữ, ngôn từ như thế nào để nói cho phù hợp. Trước tiên thì cuộc sống của các bạn ấy. Nói thế nào rồi nhỉ? Không xấu. Những gì mà bạn đang gặp phải không xấu. Nhìn một cách khách quan, như nhìn từ góc độ của vũ trụ thì nó là 4 gậy. Nó là một thứ gì đấy khá là viên mãn. Mình biết cuộc sống bao giờ chả có những lúc mà bạn thì cảm thấy thiếu cái này, thiếu cái kia. Bạn sẽ bảo, tôi chả thấy tôi viên mãn gì cả. Công việc của tôi lương không cao, tôi suốt ngày cãi nhau với người yêu. Mình nhận ra một điều đấy là đa phần chúng ta có xu hướng nhìn vào phần tiêu cực của vấn đề thay vì tích cực. Đa phần chúng ta nhìn vào phần thiếu, những gì chúng ta không có. Nhìn vào cái ly nước vơi thay vì ly nước đầy. Và chúng ta ghen tị, chúng ta khao khát về những thứ mà người khác có mà chúng ta không có. Chúng ta không nhận ra rằng là những gì họ không có lại là những thứ chúng ta đang có. Chúng ta khao khát có được những thứ đó. Đến khi chúng ta đạt được những thứ đó rồi, chúng ta lại tìm một đối tượng mới để chúng ta khao khát. Cứ liên tục như vậy. Và nếu mà chúng ta liên tục sống trong cái tình trạng là tôi thiếu cái này, tôi cần cái thứ, tôi thần cần nó, tôi thiếu cái này, tôi cần nó, tôi thiếu này, tôi cần nó, bạn sẽ thấy nó là một cái cuộc rượt đuổi không hồi kết, không bao giờ biết điểm dừng. Và lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, lúc nào cũng cảm sống trong cái tình trạng là sao tôi khổ thế nhỉ, tôi thiếu cái này, tôi thiếu cái kia. Và bạn đang không nhận ra bạn đang ở trong cái tình trạng của 4 ly. Anh chàng cứ nhìn vào 3 cái ly xa xôi mà không nhận ra là cái những gì anh ta đang cần đang ở ngay cạnh anh. Thậm chí có người offer cho anh cái cơ hội đó nhưng anh ta không nhìn ra. Bạn đang không nhìn được bức tranh toàn cảnh rằng cuộc sống hiện giờ của bạn viên mãn như thế nào. Và tất cả những gì bạn cần làm là temperance, là cân bằng lại, nhìn một lượt quanh cuộc sống của mình xem mình đang có gì. Và hãy trân trọng những thứ mà bạn đang có. Đấy, trân trọng những thứ mà bạn đang có. Tại thời điểm hiện tại thì mình thấy là cái năng lượng bạn nên làm là temperance cũng như là 4 kiếm. Đây không phải là cái thời điểm bạn nên hành động. Đây không phải thời điểm bạn nên hành động. Đây là cái thời điểm mà bạn nên chậm lại một chút để nhìn nhận xung quanh, để bạn thể viết ra, liệt kê ra trên giấy những thứ mà mình đang có, những thứ đang khiến cho mình hạnh phúc. Thay vì viết những cái design, những cái khao khát, những cái mong ước cho trong tương lai, tôi muốn cái này, tôi muốn cái này, tôi muốn cái này.
những gì mà bạn đang có là bạn đã có đủ hết rồi, những gì bạn cần bạn đang có đủ hết rồi, bạn có tình cảm và có các mối quan hệ highly, bạn có một cuộc sống khá là viên mãn, bốn gậy. Và nếu mà bạn bảo thế này, ơ nhưng mà tôi độc thân, tôi làm gì có người yêu, thì mình nói với các bạn là cái sự thỏa mãn để có kết nối với một ai đấy, nó không nhất thiết xuất phát từ việc bạn ở trong một mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Nếu bạn muốn có tương tác, có liên kết, kết nối với con người, có hơi ấm loài người, thì không nhất thiết bắt buộc phải ở trong một mối quan hệ. Gia đình, bạn bè hoàn toàn có thể đem lại cho bạn cái sự tương tác đó, cái những gì mà bạn cần, cái hơi ấm đó, những gì bạn cần. Chẳng qua là bạn đang nhìn vào xung quanh, thấy mọi người có những thứ mà bạn không có. Bạn nghĩ mà xem, bạn độc thân thì bạn mong muốn có người yêu. Bạn có người yêu thì bạn lại mong muốn được tự do đi chơi với bạn bè. Đó là như thế. Hoặc là bạn đang độc thân thì bạn mong muốn có gia đình. Và bạn khi mà bạn đã có gia đình, phải chăm lo cho trẻ con, thì bạn lại mong muốn được độc thân. Nó sẽ luôn luôn là như vậy. Thì tại sao thay vì ta cứ chase, ta cứ theo đuổi theo những thứ ta không có, ta không hài lòng với những gì ta đang có nhỉ? Đấy, và với vua kiếm, với vua kiếm là, vua kiếm là một năng lượng, một cái người rất là tỉnh táo, rất là lý trí. Hãy lý trí hơn à? Hãy thông suốt hơn, thông suốt hơn, tỉnh táo hơn để cho thời điểm hiện tại. Đấy. Vì mình có cảm giác như là có thể các bạn đang sống một cuộc sống mà giống như kiểu các bạn đấy, thứ nhất là không nhìn ra được là mình đang có những cái gì, và bạn đang không chịu nhìn vào sự thật đấy, sự thật của vấn đề. Đấy, sự thật của vấn đề là mình có những thứ như thế. Còn những cái người mà mình đang cảm thấy muốn được như họ thì họ lại thiếu những thứ mà mình đang có. Đấy, bạn thiếu cái khả năng nhìn nhận mọi thứ một cách thấu đáo như vậy, mà chỉ đơn giản là mù quáng chạy theo những gì mà mình thiếu. Tôi thiếu cái này, tôi cần nó, tôi thiếu này, tôi cần nó, cứ liên tục như thế. Có cái chia sẻ này nó không liên quan lắm đến tarot, nó là về nhân quả, nghiệp quả trong chiêm tinh. Là khi mà bạn chạy theo design, khi mà bạn chạy theo cái khao khát của bạn á, bạn càng chạy theo thì bạn càng tạo ra nhiều loại nghiệp khác nhau. Đấy, vì đâu phải lúc nào chúng ta theo đuổi mục tiêu chúng ta cũng theo đuổi nó một cách lành mạnh. Có những lúc chúng ta sẽ chà đạp lên người khác, có những lúc chúng ta cáu kỉnh, cáu giận, chúng ta mắng chửi người khác vì người khác làm phiền chúng ta trong quá trình chúng ta theo đuổi khao khát, theo đuổi mục tiêu. Chúng ta hạ gục những ai cản đường ta. Đấy. Còn khi sống một cuộc sống mà bạn không có mưu cầu gì lớn, bạn hài lòng với những gì bạn đang có, bạn làm những gì bạn cần phải làm, bạn không so đo tính toán, bạn không drama, không thị phi, không sân si bon chen, thì bạn càng tạo ra ít nghiệp. Đấy. Ở đây mình đang nói những cái vấn đề, mình nói là với điều kiện là bạn có tin vào nhân quả, kiếp trước, kiếp sau, nghiệp quả. Còn nếu bạn không tin, bạn cho rằng là cuộc sống thì chỉ có một kiếp đời là hết, bạn chết là bạn hết, thế thôi cứ sống YOLO trong cái kiếp này. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà bạn đang có những cái suy nghĩ như vậy thì bạn đã chả hứng thú đến tarot và xem video này làm gì. Thế nhá, tóm lại là đó là cái trải bài của các bạn tụ hai. Mình sẽ dừng trải bài ở đây, thông điệp đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Ok, bye bye. Xin chào tất cả các bạn tụ ba, cũng là tụ cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn là những người chọn nước hoa khô, mình sẽ để lọ nước hoa các bạn ở đây nhá. Đây. Rồi, với trải bài này sẽ giúp cho các bạn 6 lá, 3 lá mỗi bộ tarot,
cho câu hỏi là thông điệp bạn bắt buộc cần phải nghe tại thời điểm này. Có thể là thông điệp về công việc, tình cảm hoặc là phát triển bản thân. Rồi, ba lá. Cậu bé Ly. 10 gậy và 5 gậy. Rồi, mình sẽ rút hết một thể ba lá cuối cùng, ba lá còn lại của bộ tarot huyền bí, rồi sau đó mình sẽ nói thông điệp một thể sau. Nhưng hiện giờ thì mình cũng mập mờ hiểu được một số thứ rồi, mập mờ thấy được một số thứ rồi. Rồi ba lá tiếp theo, bạn có vua kiếm, devil và nữ tư tế. Cái trải bài này thì nói về chuyện tình cảm hoặc là các mối quan hệ chung chung nhiều nhá. Rồi, trước tiên thì mình thấy là đây là bạn. Bạn mang năng lượng của cậu bé Ly và bạn đang giống như kiểu bạn đang cầm cái ly, cái trái tim của mình, và bạn đang muốn offer cho một ai đó: cầm lấy đi tim tôi đây, cầm lấy đi trái tim tôi đây, tình yêu của tôi đây, đấy, đến với tôi đi. Không biết có phải là vì cô đơn hay là vì cảm thấy lạc lõng hay là lý do nào đó mà mình thấy là bạn đang có xu hướng trao trái tim cho nhầm người. Trao trái tim cho nhầm người, đó là lý do vì sao mà ngay sau cậu bé Ly đó là 10 gậy, là 5 gậy, ở dưới thì còn có Devil. Đôi khi là bạn ở trong một cái tình huống hay trong một mối quan hệ không đúng, không dành cho bạn. Cái này không nhất thiết là yêu đương, có thể là bạn bè, nhưng mà theo cái kiểu bạn bè thân thiết ấy. Bạn coi họ là bạn thân, bạn coi họ là tri kỷ, bạn coi họ là true love, là the one của bạn. Nhưng thực tế không phải. Thực tế không phải. Nếu họ thật sự là người dành cho bạn thì tại sao họ đến, hay là cái mối quan hệ giữa hai bạn nó lại độc hại như thế này, nó lại toxic như thế này, và tại sao bạn lại cảm thấy bên trong xung đột giằng co, bạn lại cảm thấy mệt mỏi quá nhiều về cái mối quan hệ này. Đấy, có thể là ở trong mối quan hệ này bạn bị họ manipulate, bạn bị họ thao túng về mặt cảm xúc. Họ bảo bạn là mày làm như thế là không đúng, mày phải thế này. Thế là bạn, vì bạn vốn đã có một cái định kiến trong đầu họ là gì? Định kiến trong đầu họ là the one, họ là true love, họ là tri kỷ, họ là người bạn thân nhất. Thế nên là bạn thay đổi bản thân, bạn chạy theo họ để đáp ứng cái nhu cầu của họ. Nhưng rồi bạn tự bạn sẽ cảm thấy là nó mệt mỏi như thế nào khi mà cứ liên tục phải chạy theo tiêu chuẩn của người khác. Và cái quan trọng là họ khiến cho bạn có cảm giác như là ở bên cạnh họ, không phải bên cạnh mà là bạn luôn làm sai, hay là bạn luôn thiếu sót một thứ gì đó. Mình nghĩ đó cũng là cái lời cảnh báo chung cho tất cả các mối quan hệ toxic, unhealthy. Đấy là mình không có quan tâm việc bạn cảm nhận họ là the one true love, hay là trực giác của bạn cho rằng là đây là một cái gì, hai bạn có một cái sợi dây liên kết mãnh liệt, hay là bạn xem trải bài chung, trải bài nào cũng nói về việc là họ là người dành cho bạn. Làm ơn, trải bài chung chỉ để tham khảo, chỉ để giải trí thì đúng hơn. Mặc dù mình làm công việc của mình là trải bài chung cho các bạn, nhưng mà mình cũng nói luôn, đừng bao giờ đem cái thông điệp mình nói và áp dụng nó một cách nghiêm túc với cuộc sống của các bạn. Kể cả khi các bạn đi xem trải bài riêng cũng thế. Cái người cuối cùng phải đưa ra quyết định là bạn. Trải bài chung nghe cho vui, để biết là à, hóa ra là trên đời có những người như thế. À, hóa ra là chị Thu Anh cảm nhận như thế về những việc như thế. À, trước giờ mình chưa từng nhìn mọi thứ theo cái góc độ như thế. Làm ơn đừng mê tín dị đoan.
đừng mê tín dị đoán nhá. Mặc dù mình làm công việc này nhưng mình cũng phải nói với các bạn như vậy. Đấy, đừng bao giờ tìm đến ai đấy mà một reader nào đấy bảo là em nghe trả bài chung nhiều, lần nào cũng bảo em với người yêu cũ quay lại nên là em chắc chắn là em với người yêu cũ quay lại. Những gì bạn vừa nói nó không có logic một tẹo nào hết nhá. Đấy, và nhớ cho mình cái red flag, cái tín hiệu báo động đỏ báo động, cái lời cảnh báo, cái warning đầu tiên cho một mối quan hệ mà bạn biết là cần phải ra khỏi mối quan hệ này càng sớm càng tốt, đó là họ ở cạnh họ bạn thấy bạn sai, bạn thấy bạn lúc nào cũng thiếu, bạn thấy bạn lúc nào cũng không đủ và lúc nào cũng phải thay đổi. Một người, một mối quan hệ healthy, lành mạnh, họ hai người sẽ nắm tay nhau kéo nhau đi lên và họ cho bạn thấy là một người mà thật sự muốn tốt cho bạn, họ sẽ không bao giờ để bạn ở trong một trạng cảm xúc tiêu cực. Nếu ai đấy nói những bạn nói cho bạn những điều không nói với bạn những điều không hay, chỉ trích bạn thậm tệ đấy, khiến cho bạn cảm thấy vô cùng tiêu cực thay vì cảm thấy phấn chấn và muốn thay đổi. Họ cảm thấy bạn tiêu cực, họ họ khiến bạn cảm thấy tiêu cực, khiến bản thân bạn cảm thấy nhỏ bé. Và sau đó họ bao biện biện hộ rằng tao chỉ muốn tốt cho mày, hoặc là tôi chỉ muốn tốt cho bạn, em chỉ muốn tốt cho anh. Nè, thì họ đang thao túng cảm xúc của bạn nhá. Cái mối quan hệ này là một gì đấy rất là evil, rất rất độc hại. Có thể bề ngoài bạn không nhận ra, nhưng vì một phần là bạn đang trao đi trái tim của mình, bạn đang chủ động tìm đến cái sự độc hại này mà. Không phải là bạn đang yên, đang lành họ tìm đến bạn đâu. Thế nên bài mới khuyên bạn, muốn đưa ra lời khuyên là vua kiếm, hãy lý trí hơn, tỉnh táo hơn và quan trọng đầu tiên là lắng nghe trái tim, tìm về bên trong của nữ tư tế này, tìm về bên trong để hỏi bản thân mày cảm thấy như thế nào với người này, với cái mối quan hệ này. Ở cạnh họ mày thấy tích cực hay tiêu cực nhiều hơn? Đấy, và hãy dùng lập luận, lý trí để diễn giải, để trong trường hợp này thì bạn cần phải lý trí, cần phải tỉnh táo với cái mối quan hệ này. Đấy. Thế thì thế thôi. Đó là thứ mà mình thông điệp dành cho các bạn tụi ba. Tóm lại là một cái mối quan hệ mà mình thấy là một phần là như mình nói, có thể là do cô đơn, có thể là do thiếu người trò chuyện nên là kết bạn bừa, yêu bừa đấy, tự bạn đâm đầu vào người này, nhưng mà cái người này rất là độc hại. Nhưng mà bây giờ lý trí thì cũng biết là độc hại đấy, Thu Anh cũng đã nói là độc hại biết hết rồi đấy, nhưng mà không dám nỡ bỏ vì sợ lắm, cô đơn lắm, buồn lắm. Nhỡ không có họ thì nói chuyện với ai đây, không có họ thì chơi với ai đây. Có hai điều mà mình muốn nói với các bạn nếu mà bạn đang trong cái tình huống như vậy, sợ hãi sự cô đơn thì thứ đầu tiên đấy là bạn không hề đơn độc như bạn tưởng, và chỉ vì thiếu đi sự tồn tại của một người trong cuộc sống, không có nghĩa là bạn sẽ chết không có nghĩa là bạn không thể tiếp tục sống được nữa. Đấy, và cái thứ hai là mình nghĩ là bạn nên tập việc sống, hay là không phải sống như là enjoy mà là tận hưởng hơn một mình. Bạn nên cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình, và mình nghĩ là cái này cũng nhiều người nói rồi, bạn chỉ thật sự tìm thấy người dành cho bạn, bạn chỉ thật sự tìm thấy true love hay là soulmate của bạn khi mà bạn hoàn toàn thoải mái với việc ở một mình, và cái việc sự xuất hiện của người đó chỉ giúp cho cuộc sống của bạn thêm vui thôi, chứ không phải là đến để hoàn thiện bạn. Không ai đến để hoàn thiện bạn cả, là bạn tự hoàn thiện chính mình.
bạn hoàn thiện mình trước, và cái sự xuất hiện của người đó chỉ khiến cho cuộc sống thêm màu sắc thú vị thôi. Còn không có họ, bạn vẫn sống tốt. Khi mà bạn đã học được cái việc enjoy cuộc sống dù chỉ có một mình, tận hưởng cuộc sống dù chỉ có một mình, thì mình tin là cái người dành cho bạn lúc đấy, cái người mà bạn gặp khi mà bạn đã có trong đầu cái mindset như thế, thì mới là người dành cho bạn. Có lúc nào bạn cũng thấy thiếu, tôi cần một ai đó để lấp đầy khoảng trống này, tôi cần ai đó để hoàn thiện mình, thì lúc đấy bạn sẽ có nhu cầu tìm kiếm những đối tượng đến để lợi dụng cái sự cô đơn đấy của bạn, đến để manipulate cảm xúc của bạn nhá, dù là tình bạn hay là tình yêu. Rồi, thì đấy là trải bài của các bạn tụ 3. Tóm lại, thông điệp bạn cần nghe bây giờ là một thông điệp về mối quan hệ. Mối quan hệ tương đối sâu sắc, gần gũi, thân thiết, tình cảm. Nếu mà là bạn bè thì cũng là theo kiểu bạn thân. Nhưng vấn đề đây là bạn tưởng họ, bạn tưởng đây là cái người dành cho bạn, bạn tưởng đây là bạn thân, cái người mà sẽ là tri kỷ với bạn đến cuối đời. Nhưng thật ra không phải, họ chỉ là đi vồ mà thôi. Nhưng mà lỗi của họ là 1 thì lỗi của bạn là 10, bởi vì bạn chọn sai đối tượng ngay từ đầu. Bạn biết là sai nhưng bạn cứ đâm đầu vào. Ok, thì đấy là trải bài các bạn tụ 3. Mình dừng trải bài này đây nhá. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Đừng quên ủng hộ kênh mới Tự Học Tarot cùng Thu Anh. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Bye bye.